Anh em một cây trắng ngựa hàng khủng nha. Quay quay em xin này. Một cốt nha. Đây, đường bờ đây, lũa cá lũa âm này. Cây này keo mấy rưỡi nha. Quay hết tổng thể bạn. Một hai người khiêng thì nhẹ, một người vác hơi nặng nha mấy anh em. Ở đâu qua nha. Bộ đây 71 nha. Thân 60 nha. Vừa keo mấy tuổi nha. Đây đường thân đây. Bánh khỉ có đầy đủ luôn. Giới thiệu anh em một cây trắng ngựa ca lắc nha mấy anh em. Đây đỡ đây. À, bê cái chân đỡ nha, hai chân xuống một chân ngang nha, quay quay chân đỡ anh em xem nè. Okay. Rồi thân đây mà sống ở đây nha, có cái này, mà sống tới này, cái này lúa con ngã nha, quay quay quay. Một cây chặt ngựa hàng quái nha mấy anh em, quay quay tổng thể anh em xem này. Đó, rửa bên kia nó kẹt đế cả hỏng rồi nha, tôi quay lại cho. Đây, hai cái chân này nó bị dính đế nè. Hai cái rễ nè. Đây mới rửa dưới đây. Đây, thằng này, quái đây. Quay quay. Đi luôn với bạn. Rồi. Thôi thôi. Hoành 55 nha. Quay quay quay. Hoành cái thân này 55 nha. Chiều keo bị ngay. Chiều keo 80. Cây chặt ngựa quá tiếp quá nha. Mạch sống ở đây nha. Như cái này nha. Đây như cái này. Rồi quay tổng thể anh em xem. À, để mặt trước nó muốn đúng qua mặt trước đầu hoành nha mấy nha, hoành 60 nha. Chiều keo cũng 60. Một cây chắc ngựa nu luôn nha, quay quay tổng thể anh em xem. Ủa. Còn co nu này, quay chậm chậm anh bạn chứ lúc bụng quay dữ à. Rồi đầu hoành nha. Hoành bộ của nó là 58 nha mấy anh em. Hoành thân 32 này, cho chiều keo, chiều keo 80. Em một cây trắng ngựa hàng quái nha, nhưng mà thần lắc lắm nha, quay quay. Rồi thần phía sau đây, để từ từ. Rồi, lắc. Quay quay luôn, phía trước đây, lắc đây. Thần nó ép. Rồi, bảo quanh. Còn ngay đây 50 nha. Chiều keo 60 nha. Một cây trắng ngựa hàng đến siêu tầm nha. Đây, hoành nu thân lắc đây. Hai mặt như mặt sau đẹp, quay 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 mặt sau luôn nè. Đấy, mặt sau đây, đấy, đường thân đây. Đường thân được gỗ. Hiên cái hốc đèn què, quay quay.
giờ đã hoàn cho anh em xem nha. Ai hoàn ngay eo chỗ này là 60 nha. Chiều keo là 55 nha.